Để chủ động phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, mới đây xã Yên Khương đã phối hợp với đồn biên phòng Yên Khương thống nhất các phương án chủ động ứng phó phòng chống mưa bão, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, duy trì trực 24/24 giờ, tổ chức các kế hoạch ứng phó với tình hình thiên tai mưa lũ có thể xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Yên Khương đã phối hợp với đồn biên phòng Yên Khương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân dân về ứng phó giảm nhẹ thiên tai, đồng thời ra soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để di dời nhà ở của người dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh cáo vùng thường xuyên xảy ra lũ quét sạt lở đất để nhân dân biết, khảo sát địa điểm sơ tán người dân, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai, vừa an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Quản lý chặt chẽ vật tư, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dùng cho cán bộ cứu hộ cứu nạn như nhà bạt, áo phao. Các thôn bản trên địa bàn xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, duy trì trực 24/24 giờ, cập nhật kịp thời các chỉ đạo để chủ động ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Công tác phòng ngừa ứng phó với thiên tai mưa lũ được xã Yên Khương và đồn biên phòng Yên Khương triển khai chi tiết, kế hoạch cụ thể, rõ ràng, bài bản, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trước mùa mưa bão, đảm bảo một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho bà con nhân dân.